Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách làm tan biến một đối tượng. Thì để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ có một cái hình như sau. Các bạn ghi đi cách làm tan biến đối tượng như sau. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng như liên quan đến một cái hình. Đây ạ. Các bạn có thể chọn một cái hình như thế này. Sau khi mà tìm hiểu xong được cái đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào việc cắt hình. Chúng ta ấn vào phím F để chúng ta dịch chuyển cái màn hình dễ. F này, F1 này, F2 này và F3 này. Nhìn chưa? F3 thì khi full màn hình ra như này thì chúng ta sẽ chọn lựa rất là dễ dàng. Và lúc này chúng ta sẽ phóng to và bắt đầu thực hiện cái chiêu thức là làm cho nó vỡ hình một cách là chúng ta thích vào đây điểm chúng ta đầu hình. Ok. Đấy, việc đầu tiên là chúng ta phải đồ được cái hình đó đã. Rồi, các bạn sẽ đồ lên phần phía trên. Kéo sang bên này và chúng ta sẽ đồ tiếp. Rồi, chúng ta sẽ đồ tiếp phần này. Đồ qua phần tay của đồng chí. Thế nên là trong quy trình khi làm thì chúng ta cần rất là nhiều những cái giá trị mà chúng ta cắt được cái hình ảnh ra khỏi cái nền ảnh. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter và chúng ta sẽ Ctrl Z lên một lớp. Thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z thì chúng ta sẽ có được cái người của chúng ta thôi. Đây, tôi tắt mắt cho các bạn xem. Sau khi làm xong thì chúng ta xem là còn cái gì nữa không. Thì trong phần này nó còn một chút xíu nữa, trong cái phần hốc của cái phần tay và phần mặt. Chúng ta cắt nốt cái phần này đi. Cái này cần chính xác nhá. Rồi Ctrl Enter và chúng ta xóa đi. Đây, xóa rồi đấy. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức này. Chúng ta sẽ vẽ lại cái gradient này để tách biệt giữa nền và hình. Chỉ chúng ta chọn vào phím G và tất nhiên lập ra một layer mới, đúng không? Cái gradient này là phải là một layer riêng và chúng ta sẽ chọn một cái gradient ít điểm thôi. Thì sau đó chúng ta sẽ chọn màu này, các bạn nhìn này. Thì cái điểm màu này người ta chỉ cần chỉ vào đây, màu đậm tôi chỉ vào đây và màu sáng thì chúng ta sẽ chỉ vào đâu, chỉ vào đây thôi. Và sau khi làm xong thì tôi đã có cái gradient theo cái đúng cái ý đồ của tôi rồi, thì tôi đã đổ từ trái qua phải như này, bạn nhìn nhận hoặc ngược lại. Sau khi làm xong thì cái miếng gradient tôi đã làm xong, bởi vì là cái nguyên tắc khi làm thì bao giờ người ta phải chỉnh từng tí một. Và lúc này tôi chỉ cần kéo cái này xuống dưới thì có phải có cái hình này không ạ? Đó, bây giờ tách giữa hình và nền rất là đơn giản, tôi đã có hình riêng và nền riêng. Nhìn nào ạ? Đấy. Sau khi làm xong chúng ta sẽ mở rộng cái khung hình ra một tí để cho các bạn dễ nhìn hơn. Tôi dùng công cụ C. Công cụ C là công cụ mở rộng khung hình hay được gọi là công cụ cắt ảnh. Chúng ta có thể mở rộng như này. Và sau khi mở rộng xong thì cái hình của chúng ta nó đang bị thiếu nên là chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng, nhìn không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo giãn cái này ra. Đó, được rồi đấy. Nè, bây giờ bắt đầu đi làm nhá. Thì nguyên tắc để muốn vỡ hình thì cái hình này nó phải được nhân bản làm 2. Các bạn ghi đi, để muốn làm vỡ hình thì hình phải được nhân bản làm 2. Nhân bản làm 2. Đóng khung cái từ đó này. Nào, vậy thì để muốn nhân bản làm 2 thì chúng ta sẽ dùng cái gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z, chúng ta sẽ có được cái hình của chúng ta muốn, được chưa? Đây, chúng ta có hai cái hình rồi.
Nhìn không? Thì riêng cái hình số 2 này các bạn sẽ biến đổi nó, hình này nó sẽ to hơn và có thể biến dạng về hình. Các bạn nhìn đi, hình trên có thể to hơn và biến dạng về hình. Như này, ở đây thì người ta sẽ có rất nhiều cách lựa chọn cho các bạn. Thì trong cái phần này thì ở đây tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Thì khi mà ấn vào Ctrl T thì bạn có thể kéo giãn cái đối tượng này sang bên tay phải. Cũng là một cách mà làm cho đối tượng hình trên nó to ra. Các bạn nhìn chưa? Ở phần thứ hai, nếu mà các bạn không muốn dùng cái này thì bạn sẽ dùng cho tôi một cái hiệu ứng rất là quan trọng. Bởi vì tôi muốn rằng cái chân dung mặt của nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Thì đây, các bạn nhìn này, tôi ấn vào Ctrl T, tôi chỉ cần kéo hơi to làm tí nhảy thôi. Nhìn to ra nhảy chưa? Và sau khi to ra nhảy xong thì bắt đầu tôi mới dùng cái biểu tượng. Đó là trong cái phần biến dạng về hình, nó có một cái dạng như sau là, các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây nó sẽ có là làm mềm, làm nét ganh. Và ở đây nó sẽ có một giá trị nữa là ở đây người ta có một cái hình gọi là nạp biến dạng về hình. Và biến dạng về hình vừa làm mờ vừa làm nhéo hình thì chúng ta chọn được cái này. Và các bạn nhìn lên bàn tay chưa? Chúng ta di đến đâu thì cái hình sẽ biến đổi đến đấy. Tôi sẽ phóng to cái này ra một tí, cái đầu bút tôi to ra tí nữa, nhìn nhá. Và nếu mà bạn cầm bạn kéo đây thì cái hình bắt đầu, em nhìn đây, cái này sẽ tự chạy dịch không? Mọi người nhìn cái này chưa? À, có nghĩa là người ta có rất nhiều phong cách là người ta có thể kéo giãn ra được. Đúng rồi, em thấy chưa? Nó rất là nặng, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo đối tượng này ra đây. À, các bạn có thể dùng công cụ M và chúng ta quét vào một nửa giữa mặt. À, cũng là một cách kéo. Và sau khi mà tôi quét qua được giữa cái phần này rồi thì tôi dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C là khi tôi phóng to cái này ra, đúng không? Nó nhảy đúng không em? Thì sao chưa? Đấy thì người ta có rất nhiều cách nhá. Các bạn nhìn này, tôi ấn vào Ctrl T và bắt đầu tôi sẽ cho nó to ra. Và sau khi to ra thì tôi ấn vào số 5 để tôi xem là cái hình này nó sẽ to so với cái hình cũ là bao nhiêu. Bởi vì cái việc này rất là quan trọng. Đây, tôi sẽ ấn vào số 5. Bạn nhìn thấy chưa? So với hình 1 hình 2 nó sẽ vỡ tầm nhảy. Nó sẽ ra tầm này, được chưa? Và sau khi làm xong thì tôi sẽ đẩy cái này lên 100%. Đấy, thì công việc của chúng ta chỉ chuẩn bị như thế này thôi. Được không? À, việc thứ hai sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng đó là gì? F5 và chọn cái đầu bút. Cái đầu bút này các bạn có thể vẽ ra. Cái bút này các bạn có thể tự lấy từ trong cái Photoshop của các bạn. Thì trong cái bút này nó có một cái biểu tượng như sau là bạn sổ xuống. Bạn sổ cái này nó ngay. Đây, trong cái bút của chúng ta nó có một cái đầu bút B. À, khi mà chúng ta sổ xuống này, các bạn nhìn thấy biểu tượng bánh xe chưa? Chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn được square. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn một cái bút gọi là bút đây ạ. Bút hình vuông. Hình vuông thì chúng ta có thể tự tạo ra được và chúng ta có thể lấy trực tiếp từ cái chương trình của cái Photoshop. Thì các bạn có thể chọn vào đây, thì lúc này chúng ta ấn vào thêm vào. Và sau khi thêm vào thì chúng ta kéo xuống thì ở đây là những cái đầu bút kiểu hình vuông. Em nhìn thấy nha, X. Em nhìn thấy có những cái hình vuông chưa? Hình vuông rất bé, chúng ta có thể chọn hình vuông to hơn, ví dụ chọn vào 24 thì nó to hơn. Và tất nhiên muốn to nữa thì bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng và tăng cái này lên thì đầu bút nó sẽ to hơn. Có nhìn nào ạ? Rồi. À, sau khi làm xong thì tôi sẽ điều chỉnh cái đầu bút nó vừa phải thôi, tôi có được đầu bút này. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu bút vuông của chúng ta bằng công cụ đó F5. Và sau khi F5 thì chúng ta sẽ ấn vào giãn cái khoảng cách của cái đầu bút chúng ta ra. Nhìn không ạ? Rồi, phần thứ hai chúng ta ấn vào Shape Dynamic để điều chỉnh độ to nhỏ của đầu bút. À, thứ ba chúng ta sẽ chỉnh độ xoay của đầu bút. Nhìn độ xoay chưa? Và sau khi đã chỉnh độ xoay đầu bút rồi thì tôi không cần phải bay lên trên bay dưới nữa mà tôi sẽ tích nhảy. Thì các bạn nhìn mỗi lần tôi tích thì nó sẽ ra một cái đầu bút to nhỏ khác nhau. Các bạn nhìn này, to nhỏ khác nhau chưa? Ok. Vậy thì có nghĩa là việc chuẩn bị đầu bút và cái việc mà cài đặt cho đầu bút đã xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ đơn giản nhẹ thôi. Lúc này tôi có chân dung số 1 là cái ảnh phía trên ảnh to, tôi sẽ dùng với mặt nạ màu đen. Mặt nạ màu đen thì chúng ta giữ phím An và tích thẳng vào cái biểu tượng mặt nạ thì nó sẽ có được cái điều mà chúng ta muốn. Nhìn này không ạ? Và lúc này rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ phóng to và chúng ta dùng cái bút trắng vẽ trên mặt nạ màu đen để xuất hiện hình. Nào, lúc này chúng ta sẽ phóng to một tí ạ. Nào, tích vào đây một cái, bạn có nhìn thấy cái chỗ này nó hơi sáng không ạ? Ok, tôi tích vào đây một cái thứ hai. À, nếu cái đầu bút mà bạn cảm thấy nó bị to quá thì bạn có thể điều chỉnh lại mỗi lần chúng ta tích đây. Và trong quá trình tích thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ làm sao, tôi sẽ cho nó lấn sân vào một tí, có nghĩa là lấn vào mặt một tí
và cũng không phải là đấn đều, bởi vì có những chỗ mà khi mà thiết kế thì bạn nhớ một điều rằng là phải có to vừa nhỏ khác nhau, chứ không phải chỗ nào cũng bằng, và cũng không phải là chỗ nào cũng nhiều như nhau. À, chúng ta có thể chọn cho nó bay ra một tí như này. Đó, rồi ok, chúng ta sẽ chọn đây. À, chúng ta sẽ chọn vào đây. À, tôi sẽ chọn là tóc, tôi sẽ vỡ ra một tí. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tất nhiên cái đầu bút này thì các bạn có thể chọn theo hình tam giác, chọn theo hình gì tùy các bạn. Nhìn ạ. Phần này tôi sẽ lấn vào trong cái phần tay một tí. À, cái này có thể quảng cáo cho canxi, đồ uống canxi gì đó thì bạn có thể chọn nữa nha. Đấy thì em nhìn thấy chưa, sau đó thì em có thể chọn những cái biểu tượng nó dài ra được không ạ. Thì sau khi mà chúng ta đã chọn xong được cái biểu tượng hình của chúng ta khá kỹ rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là đây. Thì cái hình đầu tiên tôi ấn vào V rồi tôi dịch chuyển cho bạn, nó sẽ đợt ra cái này. Cái mặt này cũ thì nó không có tác dụng đâu ạ, bởi vì chúng ta chia là hai layer mà. Thì cái layer thứ nhất là chúng ta vẽ ra cái hình to hơn, nhớ là phải có hình to hơn thì mới được, chứ có nhiều bạn là dùng hai hình giống nhau nên vẽ đâu có ăn thua đâu ạ, bởi vì nó vẽ là không có ra cái hình to đấy. Tại vì chúng ta đang dùng với mặt nạ màu đen thì dùng với bút trắng thì chúng ta vẽ ra cái hình to mà, đúng không ạ. Và sau khi làm xong này thì tôi sẽ áp dụng cho cái hình bé, thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là mặt nạ, thì lúc này là mặt nạ trắng và dùng với bút màu đen để mất hình, bởi vì nguyên tắc của vỡ hình, ví dụ mặt nó vỡ ra thì có phải chỗ này thì bị khuyết thiếu không ạ, cái mặt nó phải khuyết thiếu không ạ. Vậy cũng giống như xe hay đối tượng gì đó, các bạn cũng thể chơi như trò như sau. Và tiếp theo tôi sẽ chọn cái B và tích vào đây, tôi sẽ làm mất đường biên và tất nhiên nó sẽ bị chìm vào nền, là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì nó phải vỡ ra, các bạn hiểu không ạ. Ok, và cố gắng làm sao mất đường biên, đừng để cho những cái đường biên nó còn rõ ràng nha, các bạn nhớ nhá. Nhìn này chưa? À, có những chỗ thì còn để lại nhưng có những chỗ thì không bao giờ được để lại, bởi vì nó vỡ ra thì không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào được, đúng không em? Ok, xong chỗ này tóc tai chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ đi ở đây cho nó vỡ ra hết tí. Rồi tiếp theo, ok nhìn này chưa, đó thì trong quy trình khi mà làm này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ làm xong cái hình vỡ ra như bình thường. Và tất nhiên tôi ấn vào cái công cụ mặt này, tôi muốn vỡ một hai cái này chỗ này nữa thì tôi cũng có thể dùng bút B và dùng X là bút màu trắng và dùng trên nền đen, thì tôi sẽ tích vào đây để cho nó vỡ ra cái hình của chúng ta, là có vỡ phần tay ra tí nữa cho nó đẹp. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó. Được không ạ? Và sau khi làm xong thì chúng ta đã có một sản phẩm như này, có thể vỡ hình và cái này quảng cáo cho phim được. Làm cho phim ảnh người ta hay áp dụng những cái kiểu như thế này. Và tất nhiên để muốn cho tự nhiên hay không thì nữa, thì bây giờ các bạn nhìn này. Trong quy trình khi làm, bạn nhớ nhá, trong quy trình khi làm thì ở đây nó cũng có một cái nữa là cái này các bạn có nhìn thấy gọi là làm mờ không ạ? Người ta gọi là làm mờ theo từng phần. Có nghĩa là chúng ta muốn mờ chỗ nào thì chúng ta sẽ xóa qua chỗ đấy thì nó sẽ bị mờ. Nhìn không ạ? Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl O, tôi cho bạn xem một sản phẩm như sau. Ví dụ thường thường chúng ta cắt một cái hình ảnh ra thì cái hình ảnh đó cái đường biên của nó hay bị làm sao, bị cứng đúng không, thì chúng ta có thể là tô làm sao cho cái đằng sau nó mờ đi thì còn cái chân dung vẫn rõ là ok, được không ạ. Nào các bạn nhìn đây, tôi sẽ cho cái hình này cho bạn xem nhá. Lúc này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như sau, là tôi chọn vào cái bút và tôi sẽ tăng cái đầu bút lên bằng cách tích vào đây, thì bạn nhìn này, tôi tô quán đâu thì hình nó sẽ làm sao, em nhìn nó mờ đấy không ạ. À, vậy thì cái này khi mà em làm chụp ảnh phong cảnh ấy, hay là chụp ảnh bình thường, em muốn chỗ nào mờ thì em chỉ cần di qua thôi, nó sẽ cực kỳ có tác dụng, còn chứ không phải là làm mờ cục bộ đâu. Xong rồi đấy chưa. Phần thứ hai, chúng ta sẽ có một cái tính năng thứ hai, đó là làm nét lên. Cái này nó có tính năng là ví dụ khi em có cái chân dung mà em tô cái này lên thì cái lông mày và mắt nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Ví dụ em nhìn này, tôi tô hai ba lần cho bạn xem, nhìn thấy chưa, lông mày rõ ràng chưa. F12 này, F12 nha, nhìn chưa, Ctrl Z lại này, nhìn chưa, Ctrl Z lại, Ctrl Z lại, thấy chưa. Vậy thì ví dụ như em muốn là cái giá trị chúng ta làm sắc nét cái ảnh ấy thì chúng ta cũng nên làm như vậy, nhưng không bao giờ được lạm dụng, bởi vì nếu em lạm dụng thì câu chuyện này sẽ khác, bởi vì ví dụ có nhiều người tô nhiều quá nhảy thì mắt nó sẽ bị làm sao, nhìn chưa đấy. Nhưng người ta có thể làm ảnh HD được và người ta có thể biến đổi thành một cái khác được đấy ạ.
với cái chiêu thức như này, thì các bạn nhìn chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta làm xong cái này đúng không? Thì các bạn cũng phải nhớ một điều rằng cái ảnh này chúng ta chưa được nét lắm thì chúng ta có thể quét qua một hai lần cho nó sắc nét hơn. Vậy thì tôi sẽ chọn ảnh dưới, các bạn nhìn tôi quét qua này. Các bạn nhìn ra tôi quét qua một vài lần. Đấy, thì cái mắt của đồng chí này bắt đầu là sắc nét rồi. Ok, phần da mặt này em nhìn này. Cái da mặt nếu mà chúng ta quét qua nhiều lần như này thì em nhìn thấy cái da mặt nó sẽ nổi những cái chi tiết của cái da. Vậy thì cái này cực kỳ quan trọng với việc em làm quảng cáo cho giày, quảng cáo cho túi sách. Cực kỳ quan trọng, bởi vì em có thấy túi sách chất nó phải ngon, form đẹp rồi nhưng chất nó ngon không? Chất nó ngon không thì tôi phải view vào và tôi phải làm cho nó nên những cái biểu tượng da đấy thì là cực kỳ hay. Em nhìn này, ok, chúng ta sẽ chọn ở đây. Nhìn chưa? Người ta quảng cáo cho phim, người ta phải làm cái lỗ chân lông nó phải rõ như này này. Nhìn đúng không ạ? Ok, tiếp theo. Đấy chưa? Đấy, rồi, đặt xuống. Thế là chúng ta đã có được một cái biểu tượng vỡ hình. Và sau khi đã có vỡ hình xong thì chúng ta sẽ áp dụng cho nó một cái nữa là chúng ta sẽ đặt chữ vào. Thì thường thường chúng ta sẽ đặt một chữ như sau. Rồi ok, tích vào đây. Và trong quy trình khi đặt chữ thì chúng ta ấn vào Ctrl. Đấy nha, thì các bạn biết là cái vỡ hình này người ta có thể vỡ theo hình tam giác hay vỡ theo hình cái gì đó. Nhưng thực chất để muốn làm chính xác cái việc vỡ hình này thì người ta phải dùng rất nhiều loại đầu bút khác nhau. Ví dụ tôi cho bạn xem, đó là cửa sổ E. Đấy nhá, làm như tôi là bị ẩu nhá, không phải là làm ngon đâu ạ. À, lúc này chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh. Và sau khi mà các bạn chọn vào thư viện ảnh xong thì chúng ta sẽ chọn đến new folder. Thì chúng ta phải phân tích một cái bài này thì chúng ta mới biết rằng là người ta làm cực kỳ kỹ. Đây ạ. Các bạn nhìn cái xe này chưa? Đấy, cái phong cách mà chúng ta làm là ra cái này đấy ạ. Nhưng ở đây các bạn phải, người ta phải chuẩn bị rất nhiều đầu bút. Đầu bút thứ nhất là nét, em biết cái nét này chưa? À, nét mảnh. Ok, đầu bút là nét những hình tam giác và nét này. Nhưng các bạn có thấy là ở đây nó có các cấp độ như sau, là nó sẽ nhân khoảng 5 lớp ảnh khác nhau. 5 lớp ảnh, ít nhất là 5 lớp ảnh. Bởi vì lúc đầu tiên là người ta phải làm ở chỗ là tiếp giáp cái ô tô này nó sẽ nứt ra. Thì người ta sẽ chấm theo kiểu nó hơi vỡ làm tí thôi. Xong đến bước thứ hai thì người ta sẽ có lớp ảnh thứ hai là nó sẽ to ra, vỡ to ra thì nó sẽ có thằng này. Và vỡ to nữa thì phải có thằng này, và vỡ to nữa thì phải có những thằng còn lại. Nhưng mình chỉ có hai lớp ảnh thôi đúng không em? Em nhìn này, mình chỉ có hai lớp ảnh thôi. Nên nó vỡ phát vỡ ra ngay. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nghĩa người ta phải chuyển giao ra một cái cấp độ nữa là hơi vỡ ra một tí. Nó có ba lớp ảnh nhá. Vẫn là hai cạnh trên là đều là ảnh to, còn ảnh cuối cùng là chúng ta chỉ làm thủng ngay thôi. À, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl và chúng ta sẽ kéo đây. Bạn hiểu cái cách mà tôi nên nói chưa? Rồi ok, sau khi mà chúng ta sẽ chọn vào một cái text. Và chúng ta sẽ phóng to một tí và chúng ta đặt vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ làm sao cho phù hợp. Ví dụ chúng ta sẽ chọn cái phông chữ nó cứng cứng một tí. Có nhiều phông lắm, em sẽ chọn một cái phông làm sao nó dày mình một tẹo. Và cái phông thì mình cũng làm có thể là tan biến là để nó đi vào cái phần người của chúng ta được, theo cái cách thức của chúng ta. Đâu rồi? Đây, chúng ta sẽ chọn cái UTM đi, tại vì cái phông UTM thì nó rất là dễ. Rồi, chúng ta sẽ chọn nhá. Đâu rồi? Ok, tôi sẽ chọn được phim này. Và sau khi mà tôi chọn xong thì tôi sẽ có một cái chữ T và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là cái hộp điều khiển toàn bộ cái text và tôi sẽ đánh vào cái chữ nó như thế này được không ạ? Ok, sau khi làm xong thì bạn có thể đánh xuống dưới thì chúng ta sẽ có được cái chữ của chúng ta tập như này. Và chúng ta dùng T và chúng ta quét qua cái chữ phần phía dưới và giữ phím AM kéo xuống dưới một tí để cho nó chuẩn hơn, nhìn không ạ? Sau khi làm xong này thì tôi sẽ quét qua tiếp theo một lần nữa thì tôi ấn vào Ctrl Shift ngoặc mũi tên gần dấu hỏi gần chữ M trên bàn phím của các bạn. Nhìn thấy một mũi tên chưa? Đó, thì tôi ấn vào đây thì nó tự to lên. Tất nhiên có nhiều người bảo này, thầy ấy, vậy thì sao thầy không dùng cái này và đánh thông số vào cũng được không ạ? Thông số độ to nhỏ của chữ đúng không? Được đúng không? Rồi giữ phím An, chúng ta đẩy xuống dưới là giãn dòng và tôi sẽ đặt cái giá trị là nó sát như này.
bạn nhìn này chưa? Thì sau khi bạn đã làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là tôi sẽ đặt vào đây và tôi đặt to ra một tí cho nó đẹp. Đây ạ, F các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Thì nguyên tắc để muốn làm được cái điều này thì tôi sẽ chọn một biểu tượng như sau, là tôi ấn vào F7. Thì đây là chữ mà tôi cho lên trên cùng. Thì cái chữ này muốn trở thành đối tượng thường thì người ta dùng một cái thao tác như sau, là chuột phải chọn vào cái biểu tượng, đó là Rasterite, chính là biến chữ trở thành đối tượng thường. Bạn nào chưa ghi thì có thể ghi vào biến chữ trở thành đối tượng thường. Nào, sau khi chọn vào đây xong thì đối tượng chúng ta đã trở thành đối tượng thường rồi, thì chúng ta dùng một cái thao tác như sau, đó là tôi chọn vào pen. Các bạn nhìn chưa? Tôi tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Và tôi tích vào đây một điểm này, các bạn nhìn chưa? Tôi tích những biểu tượng đường chéo này và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và sau khi tôi tích một điểm xong thì tôi ấn vào Ctrl Enter là biến thành vùng tròn. Thì có phải lúc này tôi đang dùng trên một cái layer, đó là layer chữ không ạ? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là Ctrl X. Ctrl X là cắt cái đối tượng chữ đó đi. Và tôi dùng Ctrl Shift V là gì ạ? Thì có phải paste đúng ở chính xác vị trí đây không ạ? Ctrl Shift V nó tạo ra một layer mới thì cắt cái này hai phần chưa? Rồi, sau khi cắt sang hai phần xong tôi sẽ đẩy cái đối tượng ở lên trên và tôi đẩy sang phải đây trái một tí để tôi làm cái biểu tượng chữ nó sẽ cắt được như này. Nhìn đâu ạ? Rồi, sau khi mà đã làm xong thì bắt đầu chúng ta làm tiếp theo một cái giá trị nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng, đó là cái hình elip, và chúng ta vẽ hình cái elip đi. Sau khi đã có hình elip xong thì bạn sẽ ấn vào F7 và làm mềm cái vùng tròn đi bằng công cụ là Shift F6. Shift F6 là mềm vùng tròn và tôi đặt là 20. Nhìn đúng không ạ? Và tất nhiên tôi sẽ đổ một cái màu đậm hơn. Ví dụ tôi chọn màu đậm. Đổ màu đậm. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này của hình của tôi nó sẽ bị tối không ạ? Tôi lập ra đây mới nhờ đổ màu này. Nào các bạn nhìn cái hình này chưa? Nào các bạn có nhìn thấy cái này bị tối không ạ? Thì lúc này trong quá trình khi tối đấy, tôi sẽ chơi một tròn như sau, là tôi dùng công cụ M và tôi quét qua cái bóng đổ của tôi một tí ở phần phía dưới và tôi xóa đi ạ. Và lúc này sau khi xóa đi thì các bạn có nhìn thấy cái này là tôi để ra phần sáng này. Nó sẽ được nhảy. Và lúc này chúng ta chỉ cần dùng một thao tác là dùng Ctrl T và xoay theo cái chiều của chúng ta thôi. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta ấn Enter và đẩy lên trên. Ok, và Ctrl T thì chúng ta sẽ xoay cái hình này ra một tí nữa. Đó. Và sau khi đã làm xong được cái việc đấy thì chúng ta ấn vào số 5 thì hoặc số 7, số 8 thì cái hình của chúng ta sẽ được giống như cái phim mà chúng ta cắt ra và cái nhét cái chữ này vào. Đấy, ok. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chơi một tròn là gọi là vùng tròn. À, vùng tròn thì lúc này khi mà các bạn xem được cái phương án này thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ rất là thích những cái chất liệu liên quan đến ngoài đời, ví dụ đường phố. Đây, ok, tôi sẽ ấn vào Ctrl N. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào background. Trong phần background thì tôi sẽ có phần tôi kéo xuống cho các bạn. Chúng ta sẽ đẩy xuống xem nó có cái hình đấy không. Đây ạ. Các bạn nhìn này, những cái hình như này là có giá trị này. Nhìn chưa? Bởi vì bây giờ tôi sẽ làm cho mình uống chữ nó sẽ nứt ra bằng cách nào. Thì bây giờ thực ra là có nhiều người là tự vẽ ra thì vẽ ra sẽ không bao giờ đẹp bằng những cái có thật. Đúng không ạ? Và chúng ta phải biết tận dụng những cái có thật đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chọn bạn xem. Tôi chọn là hiệu ứng có thật. Đây. Bạn nhìn cái này chưa? Và sau khi mà tôi đã chọn xong thì các bạn có nhìn thấy cái đây là cái biểu tượng nứt của hình đúng không ạ? Nhưng nhớ một điều rằng trong Photoshop nó có một tính năng là chọn được cái vùng chọn của đối tượng đó bằng công cụ Select và chọn vào biểu tượng này, Color là chọn. Chúng ta sẽ chọn được gọi là gì ạ? Chọn cái vùng màu. Đây ạ, chúng ta sẽ chỉ vào đây vùng màu đen này thì nó sẽ tạo ra những cái tia này. Em nhìn cái tia này chưa? Và sau khi tôi chọn tia xong tôi ấn OK thì tôi có một cái vùng chọn. Em nhìn cái vùng chọn của tôi chưa? Và sau khi tôi có vùng chọn xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Z thì ngay tức tôi có một cái biểu tượng hình như này. Đấy, các bạn nhìn thấy hình này chưa?
Và sau khi đã quay chụp hình này xong thì các bạn có thấy là nó rất nam nham không ạ? Ok, vậy thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép thì chúng ta tắt bỏ cái này lên và chúng ta chuột phải và biểu tượng cái chữ phim mới ở dưới này. Tôi muốn làm cái chữ này, chữ này là chữ gì? Nó hoàn thiện, còn chữ này là không hoàn thiện. Thì tôi ấn vào Ctrl V, các bạn có nhìn này không ạ? Sau khi tôi ấn xong thì tôi sẽ chơi một trò như sau. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cái hình này lại một tí và tôi đặt vào vị trí của chữ của tôi như này. Thì các bạn có nhìn thấy hình của tôi như này không ạ? Nếu trong trường hợp này bạn chỉ cần dùng multi thôi thì các bạn có thấy là cái chữ của tôi sẽ được như này không ạ? Dùng multi là để cho các bạn hiểu là tôi đang dùng hòa trộn thôi. Còn cái mục đích của chúng ta là gì? Bởi vì là khi tôi cắt sang thì các bạn có đồng ý với tôi là chỉ có vùng tròn và cái hình đấy không ạ? Tôi giữ phím Ctrl quay trở lại vùng tròn. Đúng không? Và đúng rồi, tôi tắt bỏ cái mắt này đi được không ạ? Và đúng rồi, có phải là các bạn có thấy là tôi đang dùng trên layer của chữ là V, tôi đẩy ra cái này đúng không ạ? Đây tôi sẽ kéo cho bạn đây đúng không ạ? Thì người ta sẽ có một chiêu thức như sau là khi tôi có vùng chọn đối với cái chữ thì tôi chỉ cần ấn vào cái vùng chọn là tạo ra mặt nạ đó thôi, thì những cái chỗ mà chọn thì nó sẽ để bị thủng đi và những không được chọn sẽ giữ lại. Thì tôi ấn cho bạn xem nhé, ấn lên cái thì bạn nhìn cái này chưa? Đây là mặt nạ trắng đúng không em? Ok, giữ phím Alt tôi tích vào đây cái thì gọi là mặt nạ đen. Nhìn chưa? Thì các bạn nhìn này, sau khi tôi làm xong tôi đã có một cái chữ, nhưng cái chất liệu của tôi là cực kỳ tự nhiên, không có vẽ ra không bao giờ đẹp bằng cái này đâu ạ. Tôi nói trước bạn biết. Vậy thì khi người ta làm về chữ cho rock hay là làm về chữ cho quần bò hay là làm chữ gì liên quan đến việc mà em in áo đấy, cái việc này nó rất quan trọng sau này em đi thiết kế đấy. Thì sau khi mà tôi làm xong thì tôi đã có một cái biểu tượng chữ mới đặt như này, nó sẽ rất là khác thường. Và đây chính là một cái poster phim chẳng hạn, dưới có thể là như nào đó thì các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì sau khi đã làm xong được cái thuộc tính đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là tận dụng những đầu bút và chất liệu có sẵn. Có thể là lấy một cái chất liệu bên ngoài mà chúng ta làm cho nó hấp dẫn hơn, ví dụ các bạn có thể làm cho bìa sách, các bạn có thể làm cho poster phim về phim ma chẳng hạn, có thể làm được như thế không ạ? Ok, chúng ta sẽ ghi poster được ứng dụng với một cái chất liệu từ thực tế bên ngoài. Các bạn ghi đi, ứng dụng poster làm thực tế bên ngoài. Còn tất nhiên cái việc này làm đẹp hay không thì chúng ta còn phải ngồi chỉnh trang. Để muốn làm được cái điều này thì tôi sẽ chơi một tròn như sau, rồi tôi ấn vào Ctrl O. Yeah, cách làm tan biến là người ta sẽ làm như vậy. Phần thứ hai, chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh và chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng ở dưới. Chúng ta sẽ chọn cái hình. Sau khi tôi có cái phần hình xong thì tôi sẽ có một cái ảnh như này. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này chưa? Thì để muốn làm được cái ảnh này thì cũng tương tự như cái đối tượng khác thôi. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu thức như sau là chọn vào P, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây. Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng sau này chúng ta có thể quảng cáo cho cái sản phẩm của chúng ta có thể vỡ theo hình bông hoa này, vỡ theo hình cái gì đấy tùy các bạn mà. Bởi vì chúng ta tạo ra đầu bút rồi. Một là chúng ta làm đẹp, hai là chúng ta làm ấn tượng, thì chúng ta có thể chơi chân dung chúng ta theo kiểu vỡ hình. Ok, vậy chúng ta sẽ kéo vào đây. Còn cái poly giống như em nói thì chúng ta sẽ đến phần inlook thì nó sẽ làm dễ hơn và nó nhanh hơn và nó sắc nét hơn nhá. Còn Photoshop thì nó sẽ không được đẹp như là cái bên kia đâu. Rồi xong, chúng ta sẽ chọn xong này, chúng ta kéo vào đây, chúng ta đồ chính xác cho tôi cái này nhé. Đấy, đây là cái bài đồ pen ấy, các bạn thấy là nó phải đồ nhiều thì bây giờ chúng ta chỉ bỏ nó, chúng ta dùng thôi, được không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, em nhìn cái đoạn tóc này hơi vụn vụn làm tí không ạ? Bởi vì cái bút của nó là chính là bút mà có những nét chấm mà nó tung tóe ra này. Ok, thì lúc này tôi sẽ vẽ cho bạn xem chiêu thức tiếp theo. Chọn ở đây, em làm cho chữ, làm cho hình đều làm cho cái cách nhà hết. Cái hình ảnh nó chỉ là một đối tượng, là một ảnh trên thôi. Vậy thì đối tượng ở trên nó có thể là chữ không ạ? Đúng chưa? Đấy, thì vừa rồi tôi làm cho bạn xem cái chất liệu rồi, thì về nhà các bạn phải tìm chất liệu và làm cho phim, làm cho nhạc. Và có rất là nhiều người làm về cho cả những cái poster cho bài club được. Đã, bởi vì tôi đã có thấy là có rất nhiều học sinh đang làm đấy. Ví dụ lớp tối hôm qua là tôi có dạy một bạn là bạn làm trong cái phần đó, bảo em đến đây em làm những cái dạng như vậy và em muốn học Photoshop để em làm đấy. Và những cái chương trình của người ta thì sẽ là kéo dài trong ví dụ như trong tháng, ví dụ như một tháng này sẽ có bao nhiêu chương trình, mời ca sĩ nào,
mời chơi nhạc công nào nữa, có hết, và bạn phải làm poster rất hấp dẫn thì người ta mới đến nghe, thấy chưa? Sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Z, và cũng tương tự như vậy tôi ấn vào C để mở rộng khung hình như này, chưa? Rồi để xong mở rộng khung hình một tí nữa, tầm này, Enter. Và sau khi mở rộng khung hình thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ lập ra một layer mới, và cái này tôi sẽ dùng một cái gradient đơn giản, tôi chỉ có hai điểm thôi. Điểm số 1 tôi sẽ chỉ vào màu đậm, và điểm số 2 tôi sẽ chỉ vào màu sáng hơn, được chưa? Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào gradient hình tròn, tôi kéo từ trái qua phải đi. Lúc này tôi có một cái gradient nha, nhìn không ạ? Lúc này tôi sẽ chọn đối tượng này, các bạn nhìn ạ, tôi sẽ đẩy lên trên tất cả thì tôi có được cái hình của tôi rồi. Sau khi làm xong chúng ta sẽ kéo ở đây. Lúc này chúng ta đã chuẩn bị xong hình rồi, còn việc còn lại là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đầu bút. Thì cái đầu bút lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O, chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh, và chúng ta chọn vào hình họa. Đấy, chúng ta chọn vào hình họa, và chúng ta chọn vào đồ họa. Và trong phần đồ họa thì các bạn sẽ kéo chậm xuống một tí, tôi sẽ kéo chậm. À, trong phần này thì nó đã có những cái phần mà chất liệu chúng ta có sẵn rồi, chúng ta có thể chọn lựa một cái hình, ví dụ hình lá cây. À, đây là một cái hình lá cây mà người ta được chôn xuống đất, nó bị mục, nó chỉ còn lại cái xương thôi. Vậy thì sau này các bạn đi đâu đó mà các bạn nhìn thấy cái, ví dụ lá tre, được không ạ? Và chúng ta có thể chọn những cái chất liệu trên đường mà chúng ta đi thấy hay, chúng ta sẵn sàng chụp về và biến nó trở thành những cái kiểu dạng như này, nhìn nhá. Thì cái nguyên tắc như vừa tôi vừa chia sẻ cho bạn biết là tôi chọn vào select và tôi chọn vào cái color rank, và tôi chọn vào biểu tượng là màu đen, tôi chỉ vào cái màu đen, tôi chọn vào cái thông số lớn hơn tí, lớn ok. Các bạn có nhìn thấy tôi sẽ nhân bản như thế này không ạ? Và sau khi nhân bản thì tôi không cần phải Ctrl Z nữa, bởi vì mục tiêu của tôi là tôi biến cái này trở thành đầu bút, mà cái này là màu đen chưa? Màu đen rồi đúng không? Chuẩn chưa? Vậy thì tôi ấn vào Ctrl C là copy. Sau khi Ctrl C copy thì có phải chọn vào edit và chúng ta sẽ biến nó trở thành cái cùng bút không ạ? Chính xác chưa? Ok, và thì sau khi làm xong cái này thì tôi lại làm sao? Tôi ấn F. Và chúng ta lại tắt bỏ cái này đi và không cần cái này nữa. Bây giờ việc còn lại là chúng ta ấn bút B thì các bạn nhìn thấy cái lá cây thôi chưa? Và cái lá cây này tôi sẽ phóng to và thu nhỏ, tôi thu nhỏ tầm này. À, ok, tôi sẽ kéo tầm này. Được rồi. Nhìn nhá. Rồi nhá. Đoạn này chúng ta sẽ học một cái cách gọi là học cách không tham. Tôi sẽ ấn vào F5 để tôi giãn cái đầu bút nó ra một tí. Ví dụ, đầu tiên tôi giãn ra cho các bạn xem. Nhìn không ạ? Phần thứ hai tôi sẽ chỉnh độ to nhỏ của đầu bút, và phần thứ ba tôi sẽ chỉnh độ xoay của đầu bút. Tôi không chỉnh alpha nữa, tôi kệ, được không ạ? Nào, sau khi đã làm xong được cái thuộc tính đấy thì bây giờ người ta đã áp dụng cho chính cái chân dung này bằng cách tôi ấn vào biểu tượng là gì? Giữ phím an và tích vào đây được gọi là mặt nạ đen, được không ạ? À, phần thứ hai, nếu không thì bạn sẽ ấn vào đây để gọi là trở thành mặt nạ trắng. Tại sao phải dùng mặt nạ trắng? Bởi vì là khi ấn mặt nạ trắng em có nhìn được hình không ạ? Vậy thì cái việc em tích cái bút lên vào vị trí nào em cũng phải kiểm soát được nó không ạ? Ok, vậy tí nữa tôi biến hình mặt nạ đen thành mặt nạ trắng bằng Ctrl Y ngắn là xong. Đúng không ạ? Nên thường thường tôi hay dùng mặt nạ trắng là vì thế. Lúc này các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Và mặt nạ trắng dùng với bút màu đen. Ok, tôi chọn màu đen. Tôi tích vào mặt cô gái một cái. Thì bạn có nhìn thấy cái này nó bị thủng không ạ? Nguyên tắc màu đen sẽ làm thủng hình mà. Vậy nên vào đây rồi, tôi ấn vào B thứ hai. Ok, tích vào đây một cái. À, mắt. Và những cái phần chi tiết thì cần phải nhiều. Ok, tôi sẽ click vào đây, nhìn chưa? Sau khi làm xong được cái phần này rồi, tôi khá là ưng ý với cái này rồi, thì bắt đầu tôi sẽ biến đổi cái này thành Ctrl Y ngắn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy mặt tôi chưa? Ctrl Y ngắn thì ngay tức nó sẽ đảo giữa, bị thủng thành hình đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào đầu bút này là vào đầu bút trắng, nhìn không ạ? Thì lúc này em nhìn này, click vào đây một cái. Ok, tiếp vào đây. Tôi sẽ chọn vào đây. Em nhìn chỗ này chưa? Ok, chọn vào đây. Tóc tai của cô gái sẽ được như này đây. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tích phần này. Đây là phần mà tôi sẽ chọn nó vào. Còn riêng phần này tôi không vẽ thêm nữa. Đừng tham, đoạn này không tham nhá. Em vẽ thêm đoạn này cực kỳ xấu. Nó phải có những chỗ mà tôi vẽ nhiều nhưng có những chỗ tôi vẽ thưa, có những chỗ mà to, có chỗ bé thì tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ kéo xuống đây, tôi sẽ lấy được cái phần vai thôi. Đó. Bạn nhìn chưa? Ok, và lúc này chúng ta sẽ có phần vai của đối tượng và được như này rồi. À, sau khi làm xong được đối tượng xong thì các bạn lưu ý cho tôi, nếu cái ảnh này chưa được sắc nét, chúng ta ấn vào Ctrl Z lần thứ hai và chọn cho tôi giá trị chỉ sắc để overlay, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đậm lên một độ. Hoặc bạn chọn vào multi như này thì bạn sẽ thấy nó đậm lên một độ, nhìn thấy chưa? Bởi vì chúng ta sẽ làm cho poster phim một cái phim gọi là phim make chẳng hạn. Đấy là một cái cách này nhỉ. Và tất nhiên chúng ta ấn vào T, chúng ta đánh một cái chữ. Đây ạ.
T, chúng ta đánh một cái chữ. Và sau khi tôi có cái chữ này, tôi sẽ phóng to ra một tí, tôi đặt vào đây. Ở trong cái phần chữ này thì các bạn có thể chọn màu đen, màu trắng tùy các bạn. Ví dụ tôi tấn T và tôi chọn là màu đen. Ok, và tôi kéo vào đây cho này. À, cái chữ này của tôi nó sẽ làm sao? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo nghiêng, các bạn nhìn này, giữ Ctrl và kéo nghiêng cái này đi, chữ sẽ nghiêng nhanh. Nhìn này chưa? Rồi, vậy thì chữ này chúng ta có thể tạo ra một cái mặt nạ cho nó được không? Ví dụ, tôi thích vào cái mặt nạ thì đây là mặt nạ trắng. Và tôi dùng bút B thì tôi ấn vẽ nhảy đúng không ạ? Tôi vẽ vào đây lá cây nhảy thì các bạn sẽ thấy là rất khó phát hiện đâu, X này. Các bạn có thấy là cái hình này tôi sẽ bị sao? Bị thủng đúng không? Tôi đảo ngược nó đi bằng Ctrl Y ngắn, có phải là cái chữ tôi sẽ được ngay không ạ? Vẽ là hình lá cây mà. Nhìn đây, vậy thì X các bạn sẽ chọn màu trắng và bạn vẽ đây, tôi sẽ có chữ theo dạng lá cây. Đó, ok. Nhìn chưa? Kéo từ trên xuống thì nó sẽ rất là dễ chịu. Phần thứ hai, tôi muốn là cái này, cái poster này của tôi có màu, tôi sẽ ép hai cái này là một bằng Ctrl E thì có phải nó có được cái hình này không ạ? Đây được chưa? Nào. Lập ra một layer mới và dùng phím G, gradient nhiều màu. Tôi sẽ chọn vào nhiều màu đây được không ạ? Tôi kéo từ trên xuống dưới này được không ạ? Vậy thì khi kéo xong thì bạn dùng Ctrl Alt G thì phải chu vào như này không ạ? Và chọn về chế độ đó là multi. Ok. Được chưa? Bởi vì là chúng ta sẽ làm ra những cái poster trông nó hầm hố nó một tí, cho nó đẹp hơn tí và nó ấn tượng. Bởi vì mục đích của chúng ta làm gì? Cái này toàn bộ là phục vụ cho những giá trị mà các bạn trong ba đấy. Bạn làm cái người ca sĩ đấy cực kỳ hầm hố. Người ta cắt đến đây xong người ta sẽ cho lá cây và cho người máy và cho các kiểu vào, nhưng mà vấn đề nó ấn tượng. Chứ đừng bao giờ chụp cái hình không rồi đặt trên cái nền xanh giống như chúng ta chụp chứng minh thư ấy, thì nó cực kỳ vớ vẩn. Em hiểu cái này chưa đã? Ok. Tiếp theo, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ quay về với cái giá trị về bút nước một tí, đó là Ctrl O. Bút nước thì chúng ta sẽ có thư viện ảnh đây ạ, chúng ta sẽ kéo xuống ạ. Và chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa thì ở đây tôi có cái hình rồi. Đây ạ. Đây này, các bạn nhìn này, trong đây người ta còn làm như này không ạ? Người ta còn làm như này thì chả. Vấn đề là người ta tạo ra những cái hình nó hấp dẫn như này. Vậy thì cái người ngựa ở đây, nhưng mà vấn đề là cái tóc nó phải như thế nào? Đấy, làm nó phải đẹp đúng không? Làm nó ấn tượng và có làm được không? Vấn đề thế. Đây, vậy thì lúc này tôi sẽ ấn vào cho các bạn xem nhá. Tôi có được cái người đúng không? Tôi muốn làm cái người này vỡ ra theo kiểu dạng như là tung tóe ra dạng nước ấy. Thì cũng là có hai cách, là em nhân bản một đối tượng. Nhưng loại thứ hai là dùng trực tiếp từ một phiên bản. Dùng trực tiếp bằng cách nào? Đây, dùng cái này cho nó dễ. Chúng ta sẽ chọn đến thư viện này. Chúng ta chọn đến chúng ta sẽ chọn đây. Tôi có một cái ảnh nó có sẵn rồi. Tôi không biết là cái ảnh nào. Hình này được không ạ? À, cái này không phải. Có cái ảnh mình cắt sẵn rồi, chỉ phải dùng thôi. Đây, em nhìn này chưa? Để muốn làm điều này thì chúng ta sẽ mở rộng cái khung hình lên một tí. Nó giống như người nha, các bạn nhớ nha. Và chúng ta sẽ ấn phím Alt, chúng ta kéo đây. Chúng ta kéo đây, được chưa? Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn công cụ Pen và tắt cắt mất cái bóng cho tôi đi, để cho cái này nó bay lơ lửng trong không trung. Đấy ạ, chúng ta sẽ cắt cái này đi. Rồi, ok, chúng ta sẽ khoanh qua đây một tí. Và Ctrl Enter thì chúng ta sẽ xóa mất cái hình này đi được không ạ? Công việc thứ hai của chúng ta là chọn vào layer mới và dùng phím gradient. Tôi sẽ chọn một cái gradient theo kiểu hơi ghi. Chọn vào đây là màu ghi sáng, được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là khối tròn. Chúng ta kéo từ đây đây. Cho xuống dưới một layer thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh nó có người gì nhảy không? Để muốn cho nó bay giữa trong không trung, nó có hai phong cách. Phong cách thứ nhất là em sẽ vẽ cho tôi một cái hình ellipse đặt xuống phía dưới. Bóng đấy ạ. Lập ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu, đó là màu đen. Các bạn sẽ nhìn thấy có bóng chưa? Ánh sáng chiếu xuống dưới nó nhìn thấy bóng này. Và lúc này cái bóng này muốn nhòe thì chúng ta chỉ cần dùng đơn giản là cái filter và chúng ta chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur là được rồi. Các bạn sẽ thấy là cái này nó nhòe ra. Nhìn thấy chưa? Và sau khi nhòe xong thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào opacity bằng 50%, 40% thì tôi có bóng rồi. Ok. Phần thứ hai, sau khi làm xong cái này thì chúng ta sẽ làm cho cái phần đuôi giày này nó dài đấy.
và đuôi giày dài này, trước khi làm được đấy chúng ta sẽ ấn vào bút B, và bút B lúc này thì chúng ta sẽ quay trở về với cái bút nước của chúng ta đây ạ. Thì nhớ nhá các bạn, chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút nước nó phù hợp. Tôi sẽ kéo lên phía trên đây ạ, đây là cái bút nước của tôi ạ, và chúng ta sẽ ướm đây, các bạn muốn là nó sẽ như này hay như nào đó thì tùy các bạn. Đây, tung tóe dạng này, tung tóe dạng này, cái này phải chọn nhé em nhá, không phải là một phát được ngay đâu. Ok, tôi tích vào đây không. Đấy thì chúng ta chọn. Rồi ok, vậy thì cái phần này các bạn nhìn này, sau khi tôi có đầu bút này nó hơi bị ngược một tí thì tôi có xoay cái đầu bút này, xoay ngược lại. Đấy, bạn nhìn chưa? Đầu bút hơi to tôi sẽ kiếm ở đây. Đây tôi sẽ cho nó nhỏ này. Tầm này được chưa? Nhìn nhá. Và trước khi mà làm được điều này thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi ướm cái đầu bút của tôi đã. Nó sẽ như này đúng không? Em nhìn này chưa? Ướm trước đã, rồi bắt đầu mới chơi trò như sau. Là bắt đầu áp dụng này, chọn rồi. B. À lúc này chúng ta sẽ có một cái gọi là kéo giạc hình đúng không? Chúng ta cầm này, kéo này, cái này cứ để lên trên. Em cứ đẩy thoải mái thì đẩy làm sao để nó vòng được lên cái này này. Để tí nữa đầu bút tôi sẽ chấm đúng vào vị trí đấy. Nặng chưa? Nó có một cái nữa nhưng mà cái này của tôi nó không hiển thị, bạn sẽ kéo vào đây cho tôi nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ kéo giãn này ra. Sao em? Đây ạ. À, chúng ta sẽ kéo lùi ra một tí. Ảnh này không biết bao nhiêu, tôi sẽ cho nhỏ lại. Ancan Y. Ấn vào Ancan Y, chúng ta sẽ chọn vào pixel. Cái này là rơi tổng khoảng 3000, tôi sẽ chuyển xuống 1000. Ancan Y ngắn. Được chưa? Sau đó thì từ 3000 chuyển xuống 1000 thì cái ảnh nó sẽ tự bé đi. Và tự bé như này chắc chắn là bạn sẽ dùng cái hiệu ứng này nó sẽ rất là nhanh. Đấy là bút to chưa? Chỉ như thế tí, được chưa? Cầm về tôi lôi nhanh hơn. Đấy chưa? Ok, nôi tầm này và nôi tầm này, nhìn rồi. Tiếp theo, chọn vào đây. Đấy, chúng ta sẽ nôi xuống tầm này được chưa? Tiếp theo, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, nhưng không được biến đổi phần trên nhá. Nguyên tắc tung tóe chỉ phần dưới thôi nhá. Rồi ok, cái này ra một tèo, cái này ra một tèo, được chưa? Nó đúng vừa hình chưa? Rồi nhá. Vậy thì sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta chơi một trò như sau, đó là chúng ta ứng dụng cho việc làm mặt nạ. Nhìn mặt nạ chưa? Và sau khi mặt nạ xong thì tôi chọn vào bút B, thì cái đầu bút của tôi là khá to. Tôi giữ phím An, tôi sẽ thu nhỏ bằng cách như này. Đây ạ, giữ phím An, kéo vào trong, cho thu nhỏ. Tầm này được chưa? Gần được rồi. Giữ phím An, thu nhỏ tầm nữa. Chuẩn chưa? Vẫn chờ, nhỏ tầm nữa đi. Rồi, xong rồi. Em nhìn này, lúc này tôi chọn vào đây và tôi chọn vào cái bút đầu tiên của tôi là màu đen. Tại vì màu đen biến thành trắng được đúng không em? Và lúc này chúng ta sẽ chọn 100% và kiểm tra toàn bộ tất cả thông số của bút của chúng ta. Thì chúng ta ướm này, nhìn này. Tôi đang dùng chính cái này nhé, còn cái này chỉ gọi là để ướm thôi. Để tôi đặt cờ phát là chính xác luôn, chứ không phải chúng ta không mò. Các bạn nhìn này chưa, còn cái này không có tác dụng đâu, tí vứt đi. Nhá, rồi ok. Nhìn này, lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta tích vào đây, nhìn này, đặt hình chưa? Rồi, đặt vào đây, tích một cái. Và sau khi tích xong thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Thì cái này các bạn có nhìn thấy bị thủng như vậy không ạ? Cái giấy nó bị thủng như đấy không ạ? Bởi vì chúng ta đang vẽ màu gì? Rồi, bây giờ biến cái màu đen trở thành màu trắng được không ạ? Thì tôi chỉ cần ấn vào Ctrl ngắn thôi thì cái biểu tượng tung tóe của cái giấy nó đã có ở phần đằng sau đúng không? Nhìn chưa? Nhưng phần đằng trước các bạn có thấy bị thiếu không? Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu như sau, đó là màu trắng. Nguyên tắc của màu trắng là vẽ là hình đúng không em? Chính xác chưa? Và lúc này tôi thay cái đầu bút nó bằng nhỏ lại tí, bắt đầu tôi sẽ chơi trò tích vào đây. Bạn có nhìn hình này chưa? Rồi tích phần nữa, tích vào đây, tích vào đây. Và tích càng nhiều phần này thì sẽ xuất hiện dày. Ok, phần này tôi sẽ kéo phần đây, phần đuôi dày. Phần nào tôi muốn cho rõ thì tôi sẽ cho rõ nha. Phần nào không muốn cho rõ thì các bạn sẽ tích nhanh như thế thôi. Ok. Nhìn này chưa? Ok, và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta đã có là một hình ảnh của đôi giày rất là đơn giản. Nhìn này không ạ? Cách này là cách mà người có thể tan biến theo kiểu dạng nước, nhưng với điều kiện là cái này chỉ dùng một hình thôi mà không phải dùng hai hình đúng không ạ? Bình thường đáng nhẽ phải chúng ta phải dùng hai hình nha, còn bây giờ cách này chỉ dùng một hình thôi.
tan biến theo kiểu một hình. Và sau khi làm xong này, bạn ấn vào Ctrl Z thêm một độ nữa và chọn vào cho tôi giá trị đó là short line thì cái hình của nó sẽ được nhảy. Còn nếu không bạn chọn multi xem. Nhìn chưa? Và trong phần multi này nó lại có đặc biệt như sau, là tôi muốn là phần nào là sáng, phần nào là tối thì đấy là việc còn lại của mặt nạ. Hiểu không? Còn nếu không thì em chỉ cần Ctrl Z như này là nó sáng lên một độ rồi gì đây. Nhìn chưa? Ok, chọn multi nó sẽ được nhảy. Đấy thì vừa rồi tôi sẽ trình bày cho bạn xong một cái sản phẩm mà chúng ta có thể làm cho cái hình nó vỡ ra được nhảy. Vậy thì váy chúng ta có thể vỡ ra, nước chúng ta vỡ ra, mặt người chúng ta có thể vỡ ra, thì đây chính là bút được ứng dụng cho việc tan biến cái đối tượng hình. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ quay trở về với cái việc mà chúng ta thử làm. Nhìn đúng không? Vừa rồi tôi làm cái cây rồi đúng không? Nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ quay trở lại để lấy lưu giữ khung hình đấy ạ. Đấy, để nâu nâu một tí. Rồi, dừng lại cái bài này.